Sau đây mình xin giới thiệu một đoạn video clip để mà so sánh về hai máy laser PicoSure và lấy máy laser PicoSecond của hai cái dòng máy laser đang có hiện tại ở đây. Thứ nhất về laser PicoSure thì máy này được thiết kế với tông màu đen xanh và máy có thể là sử dụng trong kiểu này thì mình có thể cử nhập khẩu từ Hàn Quốc, là mình có thể điều chỉnh có sai từ 2 đến 10. Đối với máy này thì nó chỉ sử dụng 3 sóng chính 1064, 532 và 755. Còn máy bên cạnh của mình đây là máy laser PicoSecond. Máy này thì có nhiều tính năng ưu điểm và vượt trội hơn máy PicoSure ở một số điểm. Ví dụ như là chế độ là bắn. Đối với máy PicoSure thì chỉ có chế độ là bắn xung đơn thôi, là FP thôi. Còn máy PicoSecond này có thêm chế độ xung đôi, đó là chế độ VTP tuning để bắn xung đôi. Đối với máy laser PicoSecond thì nó hơn máy laser PicoSure là ở vấn đề là nó có ngoài chế độ FP bắn xung đơn như bình thường thì nó có thêm chế độ VTP tuning, là chế độ bắn xung đôi. Xung đôi VTP tuning là trong một lần nó bắn nó sẽ phát ra hai tia laser chồng chất lên nhau cực kỳ ngắn, thì nó đưa ra cho mình nguồn năng lượng mạnh hơn, giúp cho mình phá những hình xăm hoặc là điều trị những sắc tố, nó sẽ vỡ vụn và hiệu quả nhanh hơn. Cụ thể vào trong màn hình mình sẽ ấn vào trong nút VTP tuning. Trên này thì giao diện mình sẽ điều chỉnh các cái thông số y hệt như là máy laser PicoSure, là bao gồm có năng lượng. Có tần số Hz, rồi có power size. Đặc biệt là đối với máy laser PicoSecond thì năng lượng của máy lên tới là 2400 mJ, nó mạnh gấp đôi so với năng lượng maximum của máy laser PicoSure chỉ đạt được 1200. Cũng là về mức độ năng lượng thì máy này nó tăng gấp đôi so với được máy laser PicoSure. Đặc biệt nữa là máy laser PicoSecond sẽ có thêm ngoài ba cái thông số là bước sóng là 1064, 532. Đây là mình điều chỉnh bước sóng thì mình chọn ở đây nhé mọi người nhé. Đó, nó sẽ chuyển sang bước sóng 755. Và đối với chế độ FP thì nó có thêm hai bước sóng nữa. Ngoài bước sóng 532, 755 và 1064 ra thì nó có thêm bước sóng là 650 nanomet chuyên dùng để xóa xăm màu xanh lá cây, 585 chuyên dùng để xóa xăm màu vàng. Thì nó hơn các cái máy laser bình thường, là máy laser bình thường chỉ có 3 bước sóng, còn máy này có lên tới là 5 bước sóng. Và có một sự khác biệt nữa là đối với cái máy laser PicoSure ấy thì chụp của nó rất là ngắn, không được cao và rộng giống như là máy laser PicoSecond. Máy laser PicoSecond của mình ấy thì chụp của nó sẽ cao hơn, rộng hơn, để giúp cho mình với được cái tầm xa nó sẽ rất là xa, mà nó sẽ không đánh mất đi năng lượng khi mà nó điều trị. Cánh tay của nó được nới dài hơn, giúp cho mình được hiển được rộng hơn. Đấy là về hai sự khác nhau cơ bản.